Có rất là nhiều anh chị hỏi học bếp làm sao, rồi tâm lý học làm sao, nhỏ quá học được không, già quá học được không, quá tuổi học được không, trẻ quá học được không. Có bạn 15 tuổi rồi học bếp rồi, có bạn 50 tuổi cũng rồi học bếp nữa, khổ ghê. Lúc mà đúng tuổi thì không học. Về cái câu hỏi này thì tại vì trước đây thì mình không có cái ý định, hoặc là mình không không có suy nghĩ là mình học nghề bếp hay là mình có kế hoạch từ trước á. Mình chỉ biết là mình muốn đi sang nước ngoài để mình học với mình làm việc thôi. Thì tình cờ chú của mình giới thiệu là có cái bên này thì họ kiểu như đào tạo cho mình bếp, rồi mình cũng có thể là mình kiếm được cơ hội mình sang nước ngoài, đặc biệt ở đây là sang Úc đó, để mình làm việc. Thì mình với gia đình lên kế hoạch rồi bắt đầu tiến hành con đường này, thì bây giờ cũng được 5 6 năm rồi. Thì câu hỏi đầu tiên là mình không có chọn con đường bếp để mình sang Úc, mà là nó tình cờ là mình muốn sang nước ngoài thôi. Thì mình biết được cái con đường này qua qua người chú của mình. À, thì vậy thì giờ sẵn đây chia sẻ luôn là trong cái quá trình nó học nghề bếp đó, thông học ở Việt Nam bao nhiêu lâu nè, rồi chuẩn bị như thế nào, quá trình học có khó khăn gì hay không, ông chia sẻ luôn. Thì khi mà mình bắt đầu mình học bếp á, thì chủ yếu là mình vào bếp mình thực tập luôn, chứ mình không có học nhiều về lý thuyết quá. Mình học cỡ 4 tháng, mình học có 4 tháng, sau đó thì mình sẽ được cấp bằng cấp bằng bậc 3 của Úc á, mình được thẩm định nghề ngay tại lúc đó luôn. Thì sau ngay lúc đó thì mình sẽ vào những cái nhà hàng khách sạn ở Việt Nam á, ở Hồ Chí Minh á, thì có agent họ hỗ trợ cho mình tìm công việc cho mình, hoặc là mình tự kiếm cũng được, tùy mình linh động thôi. Nếu mà mình không tự kiếm được thì mình vẫn có sự hỗ trợ từ 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 agent, họ sẽ tìm công việc giúp mình. Thì cái giai đoạn mà mình làm việc ở ở Việt Nam á, nó cũng tùy hoàn cảnh của mỗi người, nhưng mà riêng với trường hợp của mình thì mình phải tự nhận là mình may mắn là mình khá là sớm, chỉ trong vòng 1 năm rưỡi thôi, một năm gần 3 4 tháng gì đó mình không nhớ rõ, là mình đã sang được Úc rồi. Thì cái hồ sơ của mình, tại vì một phần nó cũng làm nhanh, một phần là mình cũng có chuẩn bị tiếng Anh sớm từ trước đó, cho nên là nó không có bị kéo dài thời gian của mình. Thì mình học cỡ 3 tháng, còn mình làm thì mình làm cỡ 1 năm 4 tháng như sau đó. Thì cái khoảng thời gian là như vậy. Còn khó khăn thì bắt đầu cái công việc nào nó cũng có khó khăn hết. Chủ yếu là mình chuẩn bị thôi, tức là chẳng hạn như khi mà mình vào mình sẵn sàng cái tinh thần là mình kiểu như mình có người hướng dẫn cho mình á, thì phải sẵn sàng tinh thần là mình kiểu như mình bị la để mình học thêm, để mình biết thêm này nọ. Thì nếu mình có cái tinh thần như vậy thì nó không có khó cho mình để mình học, mình làm được trong cái môi trường này. Thì cái câu hỏi thì mình trả lời là như vậy. Hồi 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 lúc mà Thông tiếp cận bếp chắc là cũng còn sớm đúng không, còn cũng khá là Đúng trẻ rồi, á. đúng rồi, Thì hiện tại bây đúng giờ rồi. có nhiều anh chị trên kênh của anh Tâm cũng đang tiếp cận cái chương trình bếp đây nè, thì có nhiều anh chị thắc mắc đó là không biết là lúc mà học ở Việt Nam á, mình đi thực tập có lương không. Có nhiều người họ chấp nhận bỏ việc á để đi làm mà họ sợ là không đủ tiền để trang trải á, thì không biết là lúc mà Thông đi thực tập là có lương không, và mức lương nó tầm khoảng khoảng như thế nào á, Thông chia sẻ cho mọi người riêng biết luôn. riêng 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 về cái việc mà làm ở ở Việt Nam á, thì cái lương thực sự mà nói thì lúc mà mình là phụ bếp á, riêng về trường hợp mình chỉ kể riêng về trường hợp của mình thôi, tại vì cho nó dễ nói á, mình không tức là riêng về trường hợp của mình á, thì mình làm thực tập sinh, mình làm cái gọi là thời vụ á, thì lúc đó là thời điểm đó là cũng cỡ 3 4 triệu một tháng à, cho nên là mình cần phải có sự hỗ trợ của gia đình, mình không có thuê nhà gì hết, mình ở chung với lại gia đình của mình luôn. Cho nên là riêng với từng trường hợp của mọi người á, là mọi người phải xem xét cái trường hợp của mọi người như thế nào về cái mặt tài chính. Chẳng hạn như có những người mà họ không có ở Hồ Chí Minh đi, thì khi mà lên trên thành phố á, thì phải chuẩn bị về nhà ở hay là như thế nào đó, nếu mà ở chung với bạn được hay như thế nào đó thì đỡ cho mình, không là mình phải chuẩn bị về cái mặt đó. Tại vì về cái tiền bạc á, riêng với trường tiền bạc á, thì làm ở Việt Nam á, thực sự mà nói thì nó không có lương, nó không có cao, và đặc biệt là nếu với những người mà mới vào nghề nữa, thì chủ yếu là mình phải cố gắng mình làm trong bếp để mình quen với tay nghề của mình thôi, mình quen với công việc, để mình khi mà mình sang được Úc á, thì mình không có bị bỡ ngỡ. Nhưng mà nói một cái để mình động viên, tức là khi mà mình đã sang Úc được rồi á, thì mình không còn lo về cái mặt mà tiền bạc nữa, mình không cần phải lấn cứng về tiền bạc nữa, tại vì cái mức lương ở Úc á, nó chắc chắn là cao hơn nhiều so với Việt Nam, rồi mình tự mình trang trải, và mình cũng có thể tiết kiệm được cái phần kiểu như mình, nếu mà mình biết dành dụm, mình biết chịu khó, hay là mình biết để dành á, thì chắc chắn là ở Úc là nó sẽ hơn rất nhiều so với Việt Nam. Không biết hỏi gì tiếp. Có danh sách câu hỏi kìa.
Ngày ngày trước là hình như là Thông đi với dạng visa thực tập sinh là 407 đúng không? Là Đúng rồi, đúng rồi. mình qua Úc là mình đi làm luôn chứ mình đâu có đi học nữa đúng không? Nó là visa thực tập sinh nhưng mà thực chất là qua đây là đã đi làm rồi, nó full time rồi, mặc dù là cái vai trò của mình á nó không có quá lớn trong bếp, mình không chịu trách nhiệm quá nhiều nhưng mà vẫn được trả lương đầy đủ, vẫn được nói chung là đãi ngộ rất là tốt so với Việt Nam, mình có thể nói là như vậy. Không, Là trong trong cái vẫn trả visa đó lương đầy là đủ. trong cái visa đó là bên bên Úc là họ đã có người thuê mình qua làm luôn đúng không? Chỉ cần qua là mình Đúng rồi, làm luôn đúng chứ mình rồi, không phải đi đúng rồi. tìm nữa đúng không? Chính xác, chính xác. Tức là phải có công ty họ tìm, phải họ chấp nhận và họ phỏng vấn với mình qua Skype. Rồi khi mà ok mọi thứ á, thì mình họ chấp nhận mình rồi, xong rồi visa của mình được xác nhận rồi á, thì mình sẽ bay qua sang đó. Hiểu hiểu ý mới không? Tức là khi mà mình nộp visa 407 á, là visa thực tập sinh là cái visa mà khi ban đầu mình sang đây á, thì phải khi mà agent họ hỗ trợ cho mình đặt hồ sơ, gửi đơn tìm việc này nọ, thì sẽ có công ty họ tìm và họ ứng tuyển rồi họ gọi cho mình. Thì mình may mắn là vừa mới thấy công ty thứ hai là mình đã được phỏng vấn rồi, phỏng vấn ok luôn, thì mình khi mà họ chấp nhận mình qua làm thì mình xem mình làm thôi, visa này nọ nó ok thì mình xem mình làm thôi. Ừ, thì nó chia là như vậy. À, có lẽ đây là cái câu hỏi mà được rất rất nhiều người quan tâm luôn á, là họ quan tâm về cái mức lương sau khi đến Úc á. Thì Đúng rồi, Thông chia sẻ lại cái thời điểm mà mới qua Úc đi, thì lúc đó là Thông làm full time luôn không? À, Thông đi đúng rồi, làm full trọn thời time, gian đúng không? Thì cái mức lương đúng rồi. Thông nhận là khoảng bao nhiêu để chia sẻ cho mọi người có thêm tí động lực á, để họ sợ là kiểu như đi qua rồi không tìm được việc, rồi chủ không nhận, rồi tiếng Anh không giỏi, rồi không 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 thể tìm được việc á. Thì Thông chia sẻ thêm chỗ này nha. Rồi, ok. Mình chỉ có thể nói về trường hợp của mình thôi nha. Rồi, chẳng hạn như anh chị nào lớn tuổi hay là như thế nào đó thì mình phải xét xét trường hợp riêng của mình. Còn riêng về trường hợp của mình á, thì tại vì một phần là mình còn trẻ cho nên là tiếng Anh của mình á là ok, cho nên không có sợ khi mà sang đây rồi giao tiếp này nọ nó khó khăn, mình không có sợ cái điều đó. Thì chẳng hạn như nếu mà mình cảm thấy mình thiếu tiếng Anh á thì mình cố gắng thêm thôi, mình luyện tập thêm mà mình nói chuyện, mình giao tiếp, mình tự mình nói chuyện với mình thôi. Tại vì hồi đó là Thông cũng tự nói chuyện với mình trong phòng vậy đó, để mình rèn tiếng Anh. Ngay đến đây thì hiện tại là Thông vẫn còn làm mấy cái đó mà, tiếng Anh giao tiếp á, tại vì thi xong rồi là thi là một chuyện nhưng bây giờ giao tiếp là một chuyện nữa. Mình cũng thường hay mình vẫn vẫn luyện tập mỗi ngày. Còn cái đó để một bên, tức là về cái mặt tiếng Anh á, là khi mà làm để mình chuẩn bị mình sang đây á. Rồi về cái mức lương thưởng á, 100% là luật của Úc nó rõ ràng là cái lương cơ bản của nó là 21 đồng một tuần, rồi 21 đồng một giờ chứ nhầm. Thì có những cái chỗ mà nó sẽ có, nó gọi là gì ta, nó thêm phần trăm cho mình á. Thì ngay cái điểm mà mình sang đây á, cụ thể là mình được 26 đồng một giờ, 26 đồng một giờ, rồi có hợp đồng rõ ràng, có hợp đồng pháp lý rõ ràng. Rồi nếu mà mình chịu khó mình để dành, mình vẫn để dành được kha khá, rất là khá để mình có thể mình mua này mua nọ, hoặc là mình để dành mình đầu tư hay là như thế nào đó. Rồi sao nữa ta, cái hợp đồng của mình á, khi mà mình ban đầu mình bắt đầu mình làm á, cái khởi điểm của mức lương hình như là mình không có nhớ cái tổng số hay một năm, nhưng mà nãy như hồi nãy mình có nói á, là một tiếng thì nó trả mình cỡ 26 đồng, thì mình cứ nhân lên là một ngày mình 8 tiếng, rồi mình nhân 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 lên thì có một tuần, một cỡ hai tuần thì mình được cỡ gần 1.000, hay không không nhớ rõ số nhưng mà Mỗi mỗi tuần là hơn 1.000 mấy chục á Thông, tại 26 nhân cho 38 tiếng. em chỉ nhớ là một một Ừ. tháng, một tháng là cỡ 4.000 á, một tháng là Đúng cỡ rồi, 4.000 thì rồi. nói Đúng rồi, chung là tuần nào cũng 1.000 hết á, dạ với dạ thực dạ tập. Thì sẵn Thông nói cái này thì các bạn hỏi cái này luôn, ví dụ như chỗ Thông ở là mình hôm bữa mình có nói chuyện với Thông, mình biết là nó không Thông không có đi ra ngoài thuê ở riêng với mấy bạn khác, hoặc là không có share phòng này nọ, mà cái này là ký túc xá của cái chỗ khách sạn đó luôn. dạ Chỗ của Thông là cái resort, làm resort các bạn biết resort rồi mà. Ừ. Thì cái đó thì người ta lấy tiền như thế nào cho mọi người biết luôn à Thông, ví dụ như điện nước internet rồi tiền à thuê đó một thì tháng bao nhiêu. dạ nó sẽ tùy chỗ thuê mình. Riêng với trường hợp của em á, thì chỗ mình á là ở trên núi, rồi nó cũng là cái resort lớn ở trên cái khu vực đó đó, cho nên là khi mà mình nó trong hợp đồng á là cái mức lương nó như vậy. Nhưng mà tại vì từ thực tập sinh á thì đại khái là chủ họ có, họ biết cách để mình để họ không có bị thiệt về phần họ, tức là họ cho mình cái cơ hội mình làm việc, mình thực tập, mình để mình trải nghiệm tay nghề, thầy cải thiện tay nghề. Rồi họ cũng tuân theo luật pháp của Úc là trả lương đúng với lại cái mức như thế này thế nọ, nhưng mà họ sẽ biết cách họ họ
kiểu như cái phần mà chi phí á, chi phí mình ở nhà ở của mình á là điện nước này nọ thì họ sẽ lấy cao hơn một tí, nhưng mà cho dù có lấy cao hơn một tí á thì nó vẫn rất mình vẫn để dành được khá khá rất là khá so với cái việc mà mình chỉ làm ở Việt Nam thôi. Là Việt Nam là như mình nói lúc trước á, là một tháng á, là ở Việt Nam mình chỉ kiếm được 3-4 triệu là làm về cái thời vụ á, chỉ làm thời vụ trong bếp á. Nhưng mà khi sang đây là mình khi mà mình nhìn lại mình nhớ là mình nó gấp 5 lần so với lại cái lúc mà mình làm ở Việt Nam. Thì cái riêng về cái mặt mức lương là như vậy, nó đảm bảo cho mình là mình có thể mình tự lo cho mình, đảm bảo cho mình là mình có thể dành được cho mình. Rồi khi mà mình có nghiệm tay nghề này nọ mình lên nữa thì mình có thể mình tăng lương nữa, thì cái đó để sau. Thì nói chung là ý của em nói là tổng quan là cái mức lương nó rất là ok cho mình. Rồi, bây giờ anh ta chia ra làm hai loại. Nhất là đó là thông làm một tuần khoảng 38 tiếng, 40 tiếng thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, là coi như là vẫn còn có khả năng làm thêm mà là không đi làm, hoặc là người ta không cho làm, đúng không? Và thông cũng không đi xin một việc khác ngoài việc đó, đúng không? Cái đó là chuyện trong quá khứ rồi, đã qua rồi thì mình nói vậy thôi. Ok, còn nếu mà các bạn mới qua thì các bạn còn thời gian, còn sức khỏe thì cứ việc đi đi học thêm cũng được, đi tìm cái gì đó học thì học, rồi có đi làm thêm cái gì đó là thêm để trải nghiệm cái khác nữa, chứ không phải là chỉ có một việc giống như Thông nha. Tại cái này Thông nó trải qua mấy năm rồi đó, thứ nhất. Rồi bây giờ cái thứ hai mình muốn quay trở lại câu hỏi này mà nãy mình hỏi á, là bình thường á em đang sống ở Melbourne nè, hồi xưa em ở là Blue Mountain ở trên New South Wales, Sydney đúng không? Thì bây giờ ở đây là sinh hoạt mỗi tháng của em, như hôm bữa anh có hỏi này, đâu đó khoảng 1.000 đô một tháng đúng không, sinh hoạt phí á, thuê nhà ăn uống 1.000, 1.200 gì đó. Đó, trong khoảng đó thì so với cái ngày xưa mà em ở ký túc xá nó bằng cái số tiền đó không, hay là nó nhiều hơn? Hiện mình tại chỉ cần thì mình chỉ nói nhiều hơn hoặc là bằng thôi, chứ mình không có nói là bao nhiêu hết đó, để khỏi mắc lòng mấy cái người kia. Ok, hiện tại thì em đang thuê nguyên một căn nhà, thì nó có kiểu như mình không nó không cái nhiều đó hơn một tí. bỏ qua cái chuyện em thuê nguyên căn nhà em chia qua cho người này người kia, rồi đó chuyện riêng. Anh nói em thuê căn nhà 3 phòng nhưng mà em lấy một phòng thôi, thì em coi như là vậy, là một phòng là coi như là cho 600 tuần đúng không, hay 600 tháng đúng không? Ok, rồi xong lại sinh hoạt phí rồi này nọ, anh cho 600 nữa là 1.200, từ 1.000 tới 1.200 được không? Được. Ok. Rồi, rồi thì so với hồi xưa, so với cái hồi mà em mới qua đó, mức lương 26, bây giờ thì mức lương em cũng cỡ cỡ đó chứ mấy, đúng không? Tại vì người ta bảo lãnh em, thì tức em được cái này, em mất cái kia là thương. Rồi, ok, cho là mức lương không đổi đi, nhưng mà tay nghề đã lên cao rất là nhiều so sau 4 năm, đúng không? Nữa là càng ngày học càng nhiều, lương của giáo viên cao nữa, và lương của những người thầy ở Úc về cũng khác hồi xưa 4 năm trước thì bây giờ. Ok, rồi tiếp tục nữa Thông, khi mà qua Úc rồi á, là cô Huyền của tìm cho em mấy công ty để mà qua đây tập, thì cái phí đó nó có tính luôn vô trong chi phí ấy không, hay là cái này có gửi thêm phí cho cô Huyền không, hoặc là cái này phải trả cho mấy công ty ở bên Úc này chi phí gì không? Không anh ơi, không có. Thì hỗ trợ ở đây thì có như cô Huyền có quen biết thì cô Huyền hỗ trợ, còn phí thì em không nghĩ là ấy, chỉ là về những cái phí mà visa này nọ thì có thôi. Ok, vậy là công ty lo hết cái chuyện mà ví dụ mấy bạn mà trẻ trẻ tuổi như em thì tất nhiên thực tập sinh là các bạn phải hiểu là trẻ em mới đi thực tập chứ. Bây giờ mới nhiều bạn 50 tuổi mà kêu làm cái visa đi thực tập thấy nó hơi mắc cười. Các bạn phải hiểu chứ, thực tập nó dành cho mấy bạn trẻ trẻ thôi, 20 mấy, giỏi lắm là 30 mấy thôi, chứ 4 mấy đi thực tập cũng thấy hơi mắc cười rồi. Hình như có điều kiện là chứa 30 phải không nhớ. Đó, các bạn rất là nhiều điều kiện thì nó mình không có chuyên về visa thì các bạn cứ hỏi luật sư rồi luật sư sẽ tư vấn cho các bạn. Ok, rồi quay trở lại là lo cho qua bên này tập là được có tiền có kinh. Rồi bây giờ nói về học bếp là thấy tạm ổn chưa, còn câu hỏi nào nữa không Liên ơi? Thì bây giờ có một số bạn hỏi á, là nếu học bếp xong rồi đó, ví dụ như trường hợp của Thông đi, nếu học bếp xong ở Việt Nam á, thì đường thứ nhất Thông đi á, là đi đường 407 rồi đúng không? Có một số bạn khác của Thông á, là đi qua đây học tiếp lên cao đẳng hoặc là đại học đúng không? Thông cũng biết mấy bạn đó luôn mà, sau này Thông cũng có đi làm chung với mấy bạn đó mà Có đúng không? có Rồi bây giờ tương lai của mấy bạn đó thì sao, mình không cần phải nói nó 100% tại Thông không phải mấy người đó không nói được, nhưng mà bây giờ người ta cũng học cùng lúc với Thông ở Việt Nam đúng không, Dạ. bây giờ họ đi qua Úc, bây giờ người ta có thường trú chưa? Thì nói chung là trường hợp mỗi người thì nó khác nhau, nhưng mà đại Khác. khái là bạn bạn của em á thì nó học cùng một lớp và nó cũng bắt đầu ý như cùng một xuất phát á, nhưng mà khác một cái là nó sang Úc thì nó đi học, còn em thì nộp Thực student tập. visa, còn còn em thì thuộc visa thực tập sinh, tức là học làm luôn. Thì nó nộp student visa xong thì nó sẽ xin ở chỗ nào đó làm, thì nó vẫn vẫn phải làm thôi, vẫn phải làm việc thôi, chỉ là một cái là nó sẽ hơi bị tốn tiền một tí vì dính tới mấy cái student visa này nọ thì phải có trả trang trải chi phí mà về Phải tiền học. vừa đi học vừa đi làm Đúng rồi đúng đúng không? rồi
Còn Và em chỉ bị có vướng định một làm cái thôi. nữa là kiểu như là nó cái hay nhà tuyển dụng á, thì khi mà họ thấy đi học thì kiểu như nó cũng tốt cho mình, nhưng mà kiểu hạn như là nó biết là mình vừa mới cứ mới ra trường á, một phần nó cũng sẽ ép mình này nọ, thì nó cũng hơi bị thiệt thòi một tí. Còn riêng trường hợp của em thì em chỉ là đi đi làm kiểu như là nhảy vô để làm luôn á, thì nó cũng có lợi thế nhất định về cái mặt mà kiểu như là mình có trải nghiệm, mình có thực hành này nọ, thì em nghĩ nó cũng có lợi thế, em có lợi thế hơn một tí về cái đó. Rồi, vậy mình tổng hợp lại nha. Đường thứ nhất thì học xong bếp Việt Nam trong độ tuổi cho phép, tiếng Anh cho phép là bạn đi qua đây bạn làm thực tập sinh 407. Trường hợp thứ hai qua đây học cao đẳng hoặc là đại học thì chuyển qua có visa 500, được không? Rồi trường hợp số 3, mấy bạn mà đủ điều kiện đi thực tập ở Việt Nam nhiều thì qua đây các bạn sẽ đi với visa 491, đúng không? 491 là sẽ đi theo cái kiểu là qua đây để định cư theo dạng bếp luôn. Đó. Rồi còn trường hợp nào nữa? Anh nhớ là nhiêu đó thôi. Còn cái nào nữa mấy bạn có nhớ không? Có trường hợp nào khác nữa không? Không? 494 Thật sự em cũng không còn nhớ nhiều lắm chứ, này là cho đi làm nọ. Rồi. một Thì có chín thể là mươi anh nhớ thêm cái nữa là có thể là nếu bạn mà có kinh nghiệm nhiều ở Việt Nam á là qua đây bạn có thể làm luôn visa chủ bảo lãnh á, 486 hay 482 chứ, 482. 482 À, hoặc là lần sau. 186 nếu bạn đủ kinh nghiệm luôn. Ok. Rồi đó, số trường hợp đó là có luôn thường trú luôn á. Rồi, thôi còn nữa thì các bạn có liên hệ với luật sư di trú rồi chứ mình không biết, mình thấy mới có con đường đó để các bạn đi đó. Rồi. Rồi, bây giờ còn câu hỏi nào nữa để mình coi mình tổng hợp. Rồi thôi ok rồi. À còn câu hỏi này, ví dụ như trường hợp của Thông đi, bỏ ra bao nhiêu tiền đó, 20 ngàn ba gì đó. Thì theo trường hợp của Thông thì bao lâu là Thông lấy lại vốn, cái số vốn đó? Thông ở Úc cũng được, giờ này cũng được 4 5 năm rồi hả? Đã lấy lại vốn chưa? Có lời chưa? Thì chắc chắn là phải 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 hơn rồi, tại mình ở lại lúc Úc lâu mà. Nhưng mà đại khái em nhớ là em chứ em có tính đó, khi mà gia đình em mà bỏ một số tiền như vậy á, một số tiền lớn á, xong rồi khi mà sang đây á, thì chỉ trong vòng 1 năm là em đã kiểu như hoàn lại đủ vốn rồi. Rồi sau đó thì mình chỉ có mình làm cày thêm này nọ thôi, xin lãi rồi. Đó bây giờ có hai cái mà anh nói với Thông không có dùng từ bỏ được. Gia đình em chi ra hoặc là gia đình em đầu tư cho em sao bỏ, đúng không? Bỏ là mình quăng đi rồi, đúng không? Bỏ trong hoặc kép cũng được, đó là em đầu tư cho em để mà em có được cái tương lai ngày hôm nay đó. Bỏ được đó là đầu tư rõ ràng. Rồi đầu tư ra một số tiền, ví dụ 1 tỷ đi, 1 năm sau em nói em lấy lại được 1 tỷ rồi, hoặc là 500 triệu hay 700 triệu gì, cái đó tùy các bạn nha, trường hợp mỗi bạn mỗi khác. Rồi ấy nữa, đâu có phải đưa đóng, ví dụ mình nói 500 triệu đâu có đóng liền một lần 500 triệu đâu đó. Và cái thứ hai nữa, qua đây như hồi nãy mình có nói, Thông qua đây Thông chỉ có làm 40 tiếng cho bếp thôi, có thời gian rảnh Thông không có đi làm chỗ khác, hoặc là Thông không hề biết tại lúc đó còn nhỏ quá. Đó rồi thì bây giờ mình quay qua, nếu bây giờ mà Thông biết anh hoặc là bây giờ đang có đi làm thêm với anh, đi làm bếp 5 ngày đúng không, đi làm với anh 2 ngày, thì đó Thông sau một thời gian Thông trải nghiệm tâm làm kia rồi, nói hay sao đi làm thêm một cái ngành khác nữa, thấy cuộc đời nó như thế nào. Rồi lát nữa mình sẽ nói về đầu tư sau. Thông đi làm thì tính của thấy cái team mình tính sao? của em thì thích làm thêm những cái mới vậy thôi, cũng chắc cũng tùy mỗi người, tại vì có những người thì họ chẳng hạn như họ thích làm bếp thì họ tập trung làm bếp và họ đào sâu với nó, còn em thì thích làm cái gì đó kiểu như nó rộng hơn thì mình thích thì mình làm thêm vậy thôi, có thêm tiền nữa thì nó quá tốt cho mình. Em chỉ nghĩ đơn giản Mà như vậy. em làm cái mới đó vậy mà nó cũng bổ sung cho cái tương lai của em Dạ đúng đúng không? rồi. Thì em cũng có học về bất động sản, em có học chính này nọ để mà tương lai mình nó chính nó vững vàng, thì liên quan tới bất động sản làm sơn sửa hoặc là làm rào hoặc là bữa nay làm mấy cái bên ngoài ngoài đồ này nọ. Mấy bữa trước em sơn ở trong nhà em làm thực tập sơn lăng cọ giúp em, sau này như anh có bàn có thường trú sửa thôi, tự làm thôi, tắt túc tắt làm xong cho người ta thuê đúng không? Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.